xét bữa nó na con là bạn đó. Bữa trước là ma ma làm vậy đó, không có gì đâu. Bữa trước con đi lên hồi nãy tượng xong về con bị cảnh sát. Cây trên 10 năm đừng bao giờ cưa hay là đụng tới nó. Trước đây chặt nhánh nó phải xin phép. Mời mấy ông ở đây không? Không thôi là mấy ông mấy vị dẫn chưa vô làm được Thiên Long Sơn á. Có mấy kỳ bây giờ thụ chưa đó, nó chết rồi đó, nhưng mà mấy ông còn ngự. Ông giận cho hộ á, rồi mấy ông mét qua ông thân thần. Nói là hết tử cửa nhà tôi trên Thiên Long Sơn. Tất cả vị Bồ Tát thành kính trên trời tiên, chỉ cần có một lá cây thôi là họ biết như thế nào. Mà các vị thần ở trong đó là các vị thần muốn ở cái thế gian này. Thế bồn bồn mấy cây nó nhiều lắm. Chịu nắng thương chịu khổ. Tu nó mang bao màu. Nếu là tình khác nó có cơ hội để tu. Nó ca mạc không, mặt nó đá không. Nó không có cây, không có nước, thờ tu. Có bao giờ nói ma nó ở trong cát trên sa mạc đâu. Nó phải có cái gì nấp nấp. Nghe nắng, nghe mưa cho mấy ông thêm lo đừng cứu. Tại sao nó sợ Thiên Ngôi sư phụ? Thì cũng như con sợ cái khác vậy. Trên trời có là nó đông mình á. Nó sát lắm. Có nấp được cây gì không? Hồi xưa có cái tiếng là bất hiếu là bị trời đánh là Thiên Lôi là có thời gian thật. Có bố thằng Lôi ở nhà bữa nào qua tới. Không có tiền được. Bố thằng Lôi rất là kiếm có, thù có. Ai chỉ cần chứ không có nước cả. Trời chim nó bay cả đàn. Bộ có hai cái bố chim không. Cái bố đó là sư phụ dùng mấy gì chỉ cũng giống như tìm cái kim thân của Thích Long Vài Long. Nằm tuốt tuốt ở trong rừng trong núi chỗ một cái làng nhậu ơi sao thuộc tìm thành không mấy gì chỉ thuộc tìm đạo quả kia cái bố đó là để sao hiệu lệnh cho bố để làm kỹ vật chơi thôi thuộc có những cái thành không cao hơn cái bố đó cũng cần nhưng mà người thường có cái bố đó là bán cả tỷ đô người ta có thể mua đang nằm nhà cái bố nhưng mà thuộc phải để trong cái nét để cho nó giữ cái lực tính anh phú dạo tháng rồi kia thương mẫu hai cái thay nét nằm trong cái nó có cái thau rồi cái nó trong đồng này hàng ngàn năm luôn á. Mỗi nhìn tới lúc nào đứa nằm nhớ tiếp đủ mọi người. Cô có những cái áo thun, cô sắm cái chữ Thái Tử Thiên Hoàng luôn. Mấy con chỉ cần mặc thôi để con đi đâu không bao giờ bị ai. Siêu hơn là cái dấu ấn. Này cái áo thun chặt, hết cô 10 đồng 5 cái đó. Cô lấy cái áo ấn, cô bỏ đỏ lên. Cô ấn. À, vậy nó thành cái ấn nhưng mà mặc trên người. Sư phụ ấn cho tụi con mỗi đứa cái. Cha sư phụ đúng không? Để cho con mặc. Sư phụ có tiền, có cha lì xì á, là khoảng rất là nhiều năm là trăm cha cha nói là ai có đồng tiền này sẽ giàu chưa cho ai
chở mấy con vào mấy con bỏ cái vô nó phải bỏ cái hũ là nó bỏ tại vì mấy con cũng còn tàn hồn mấy con chết cũng gặp bộ người ta bỏ chỉ là quên tu thôi lì thôi phải có tiền bẩn với tiền hiểu không cho nên lý do tại sao mình chưa đủ là chỉ mong cầu vừa đủ chứ kiểu bằng tướng là chẳng hạn ông chỉ cho bộ mới biết ông chỉ vậy ông chỉ ông nói đó là búa của ông dùng hả sư phụ ờ nó của ông bây giờ mà con lấy cái đó con đi qua nhà mấy cái phòng lát á không quán họ dài cỡ nhiêu đây bây ngang nhiêu đây dài khoảng nhiêu đây bây dài gần nhiêu đây nó nặng cũng cỡ 3-4 thao á cầm trong tay quay làm gì đứng đây đẹp quá ba cây wow ba cây này đẹp quá hồi nãy nãy em cứ quay trong đó vô vô lẹ luôn lẹ này 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 sư phụ nói là ví dụ như cái bậc cảng hay là cái bức tường là có thể giống như có thể block cái làm giảm cái hào quang của sư phụ. Vậy thì cái gió có là giảm hào quang sư phụ có nghĩa là khi mà gió ngã đây thì hào quang thì có phải hơn sao không? Nhưng mà tại sao là cái bậc cảng? Bóng đèn vậy đó, cái bóng đèn cháy như này cũng là sáng nó không có như là mấy bóng mai mà cái bóng đèn này di chuyển được khi nó cần di chuyển cái ánh sáng mà ánh sáng này còn đi đâu luôn ánh sáng có mưa có bão thì ánh sáng nhiều vậy thì mình xin được không là đi một điểm nào đó giống như tập trung sự riêng cho ai đó cái năng lượng sẽ buộc làm cái ánh sáng đó nhắm mắt thì nó tất cả là cái đó đó rồi nhớ nó tập rồi nhắm mắt đó là đứng được nhiều bao rồi nó xuống lên tay vậy nhưng đơn giản vợ con nó tu vợ con nó hướng thượng thì con cũng phải không có hợp gì hết mày hợp hai cái đó thôi con cũng ăn tiền đó nhưng mình chỉ cần trúng một thôi đặt nhiều tụ trúng tụ cũng lấy vốn thì làm chuyện công đức làm hướng thượng thôi cái đó dễ cô ba cũng thương con luôn quá cười chứ
nhiều tủ thua hết thì chúng hai tủ thôi. Tủ nóng mình thua, tủ gì mình uống thua hết hơn hai cái tủ. Về Thiên Long Giang không nếu mà nó về mà cái tiêu chuẩn nó chỉ hơi dạ rồi nói chuyện gái nhận này là bàn chuyện khác đổi đề tài. Sư phụ, ở bên Việt Nam có mấy mấy bạn có làm mấy cái hình của cha mẹ ở xong mà mọi người nói là muốn có được kiểu như điện hay là có blessing vào cái bức hình đó xong mọi người đem xuống điện thoại hoàn thiện á, vậy có được không hay là không cần? Không thì ở nhà cũng được, không cần phải đem đi đâu, tốn thời gian. Ở nhà chứ còn lấy tấm hình của mẹ tự thái tịnh, giống như Thiên Long Cung của mình, mấy đứa tự thái tịnh đâu phải là thù thái tịnh, thù qua rồi thù khách, chỉ có cái tượng vừa mở vòng thù thái tịnh, tất cả các con đều tự làm được hết, mẹ chứng hết, rồi nó chấp mấy cái đó, rồi lấy nước trên bàn thờ mình vừa cúng á, rồi tưới tưới lên trên mấy cái hình đó, mục đích á, chủ yếu của mục đích làm cái chuyện đó là cũng y như mỗi lần mà con dính dơ gì con rửa tay vậy thôi. Cái bức hình nó qua nhiều cái tay, trong đó có người xấu, người tốt, trong đó có yêu, có tình, dính vô cái bức hình đó để làm ra cái nó cầm qua nhiều ship bên tùm lum, rap bên đó. Thì cái nước đó là nước với cái lòng thành của con để mà trừ sạch những cái bàn tay dính vô đó. Tại họ tà nó thành công của tà, nó cầm vô cái hình của mẹ, nó gói cái hình của mẹ, thì nghĩa là cái gì? Muốn linh thiêng thì phải rửa một lần. Như mấy con mua tượng ông Thổ Địa thì mấy con phải đem về cái tượng, nếu qua nhiều người ta được rửa đủ không? Trong đó có chuột, lửa, gió, rồi mấy ông thấy dấu tay á, à, con đem đi test là nó hiện ra đúng không? Thì mấy con phải đem về rửa rượu và thái tịnh cái tượng, rồi từ đó cái tượng nó linh thiêng. Chỉ là công thức là vậy thôi, không có cần mới đưa người này người kia. Còn nếu mà gặp người đặc biệt như phụ thì cái đó là hỏi nó thôi. Giờ con hiểu những cái công thức mà thầy dạy rất là chay đó, thì con nắm được thì con sẽ tham gia những công việc khác cũng là vậy. Cha mẹ trời Phật trên trời không có chắc nhất được chấn, chứ còn bữa hở mấy con thiên vô thịt đuổi mấy cái gì đứng xung quanh nó thiên giùm mấy con nữa, vì về bản nói chuyện liền không ngon nguyện lúc đó mấy gì đứng đầy vậy đó đi được không lúc đầu vậy. Đầu nào quá sao rồi rồi cái mẹ mẹ vú của vũ trụ, nó nói mẹ là lớn nhất của vũ trụ, như cái lưng của mình lại xuống á, cái lưng của mình nó ngang sinh cho mẹ là đúng. Thì lúc đó chỉ gọi qua chỉnh là mấy con là nó phải cao hơn đó, chứ mấy con ở đây làm cái gì chút chút đều ở bên bển cái gì nói làm sai cái gì nói, thì không có ở bển mà không có nhắn tin qua là mấy con cứ tiếp tục làm. Con tính là đợi chẳng hết rồi trong cái vụ hài trong đó chụp lại bây giờ trả lại cho bố mình cúng thu bà đó về gác, nó cũng có một chút là điển mấy vị vừa kêu thái tử có gì cứ bưng qua, đông người quá có đồ ăn gì trong bếp bưng ra, cái thù có hỏi mấy đứa đúng không, thì mấy đứa nói trong bếp hết, thì mấy vị mới thấy là trong bếp còn,
mới vô cái đầu con Thu Ba mới bưng mấy thịt kho cúng. Con có nhớ không? Đâu phải con Thu Ba làm đâu. Dạ. À. Chị cũng nói tự nhiên chị biết cái đó không có. Mà thì anh xin anh là sư phụ được cái message là có gì cứ bưng ra hết, tại vì mấy ông tướng đông quá. Sư phụ đứng đây chụp hình. Cảm ơn sư phụ. Có ai chưa chụp chưa vô? Mấy anh chưa chụp với sư phụ là vô, mấy anh đứng trước đi. Mấy anh vô xong rồi. Mấy anh vô cái kỳ điện thoại em chụp cho. Đặc biệt đàn ông. Dạ. Dạ. Một, hai, ba. Ôi đẹp quá. Để cho hết lon. Em vô đi, chụp giùm cho. Mọi người vô đi để đi gọi. Em vô đi. Đẹp quá. Rồi, vô đi chị Hải Trân. Em, chỗ đây nè. Một, hai, ba. Cái vô nữa không? Vô đi chị chụp cho. Ok, anh cầm lên tay đây, cầm cho bạn đây. Chỗ này đẹp quá, ngon. Có anh này lên, nó để ngày. Ok, 1, 2, 3, so pretty. 1, 2, 3, trời đẹp quá. Chị à, xích vô. Hết viên luôn. Hết viên luôn. Nhà bên cái bộ ấy là bên thương công điện. Ít đỡ chất và thơm ít kia thơm. Ít nhiều. Nhìn nó kia ra vô. Giao cái thời đại 1000 năm sau, người nào muốn đóng phim lại thời kỳ này á, phải kiếm đồ này luôn đó này. Mấy cái này nó còn lâu tới đó. Thời của Chúa hồi xưa mới giải bố bây giờ làm giải ập đúng không? Dạ. Vậy 1000 năm sau mình sau này cái mặt siêu nó lại khác nữa rồi. Đó. Y chang vậy nè. Không biết họ tìm đâu ra cái nón giống ngân ta. Tìm nón xù ra đầu hơi khó à. Cái màu vải làm bông nữa. Bây giờ kiếm còn hơi khó nữa rồi mới kêu ra. Con nghĩ cuộc đời của sư phụ thôi này người ta sẽ làm phòng phim.
vô kìa, mình kìa. Như lúc mà sư phụ đi bộ vậy là 12, 18 vị A-la-hán có đi bộ theo hay là mấy vị bay? Cái gì ở trên lửng bầu trời đó, cái trái đất mình như hạt cát, nó chỉ cần ăn chỗ vậy ngó xuống thôi. Mục đích là chỉ ngó thì có chuyện gì mà xì xuống liền. Chứ không phải thì gần đây chỉ có mấy ông tướng đi trước, đi Xích Long, Bình Long với mấy ông rồng. Thì mấy ông khác bên cạnh. Còn mấy ngày kia thì cũng ở cái chỗ của họ, nhưng mà mấy vị dòm như cái tâm mấy vị để quan sát giống như là ngồi trong cái casino vậy, monitor cái camera vậy, có chuyện gì chạy ra vậy đó, chứ không phải là chắc mình đây. Sư phụ mặc ba áo luôn. Là này hai áo tại trắng nghe Veronica nó hùng, nó phải cổ này 40 độ, 50 độ trắng bị gió, giờ cái nắng lên. Nhớ là chưa bên Bình ấy, là một ngày nó 4 mùa lắm, lúc này 4 mùa mưa nắng lạnh, lúc nào cột áo thì lúc mình đúng 90 mấy Nho Bình thô có tới đây lên xong mai đứng ngay chỗ cái công viên đó đó, nó đang nóng mà không vừa xuống buổi chiều cái là nó lạnh ngược lại liền, chiều nó đang 70 độ nó sẽ lạnh xuống còn trên 20 độ. Lúc ai đi áo lạnh thì cột thì không á. Ghê lắm, cái nhiệt độ ở Úc nó chuyển một cái là nó mất 40-50 độ như trời. Không phải nó xuống từ từ như ở đây. Tao nói đợi đi 5 tao mới hưởng được trong một ngày thôi. Đang nóng mà mưa có dù che mưa không? Không, là nhưng mà thường nhớ hồi lúc đó qua thăm ông anh bà con ăn gì. Ông rửa chén. Cái thầy thấy ông hứng mà dưới nước dưới rửa chén. Hỏi làm cái gì? Ông nói ông lấy nước để mà ông tưới cây. Nước của anh không có. Người ta rửa chén là ông lấy nước rửa chén lại. Không có như mình xuống cái sinh luôn. Còn cái vườn cỏ là không có xanh. Bởi vì nó không có nước tưới. Ở sau hè có cây phụ. Nước nó hiếm lắm. Nước quý lắm. Cái gì người ta xài cũng tiết kiệm á. Tắm cũng đủ nhiều nước. Xe cá bên. Con nên đi vòng vòng cho biết. Thôi bản chi tội nghiệp người bản xứ đó. Nó đen hơn Mỹ đen. Nó đen mới nổi mà con nhìn nó cái mặt của con flash vô cái da. Mà tóc nó không có quá, nó dài. Chỉ như nó xấu, nó quá đen là nó xấu. Nó xấu Mỹ đen này. Mà tụi nó lắm. Nó giống như đi lang thang, giống như nó không có cái chí. Mấy cái quệ cao mà dân nó. Nhóm người thổ dân vậy đó. Thổ dân giống như con đi trong rừng á. Con gặp họ phát hồn á, đen kịch. Thôi chỉ biết ở bển á, mấy người bà con á, làm con nghề. Suốt đời 40 năm. Chứ là đi bỏ thờ, về hưu luôn. Ngày nào người nào nghề một. Đây con đó bển đi bỏ sữa trong khu nhà chạy biết rất cập dồn luôn. Chả học bển không có việc làm. Học giỏi kiểu nào cũng không có việc làm. Việc con cháu của tập chấp mình. Bên Phật bên quỷ. Chắc là thấy mình mà đi đông quá bà giận mình. Bên Phật. Chánh thế nhà con cháu con cháu của tập quỷ. Ừ thì mình đi đông quá này nó dọn đi chánh vậy đó.
không sợ, mình sợ mình nó sợ mình phá giá đó. Anh đi xin hô. Bữa giờ mình không có chơi trước này ha, lấy ông nó cảnh trước này nè. Đem ghế cho em sư phụ. Lấy ghế rồi ngồi chơi. Lấy ghế ngồi đi. Đây đây ngồi chơi có lý. Đông bà mình đem vô phòng đó. Đông ra thì là khoảng nhà đây rồi. Cái bác quay quay mà quay gần là cái dấu tim tâm đó, ta quảng hồn. Nó đen mà á. Ngồi đây nè, lấy cái ghế đang ngồi chơi. Hello. Nghĩa là có phước. We love family visit. Tất cả là giống sư mẫu. Giống y chang luôn. Bán vậy. Hồi xưa mới rồi rồi mà mệt lắm. Sáng đi làm, gắng. Ngủ đi, ngủ, ngủ đi bà thức dậy. Không có chờ mà hùng. Đi làm. Chiều về mình đang mệt chưa trời răng. Để dẹp mất nghỉ ra hai đứa con mà mệt. À, vậy đó. Kiểu vậy. Nhưng mà nó là cái thú vui của người ta quá không? Mình có chịu nổi chứ không là do mình nhẫn nại. Không chịu không nổi. Mà sư phụ không thích trong mình nhiều gì. Không phải không thích. Nhưng mà cái đầu của sư phụ lo nhiều. Còn cái tình hiện giờ những cái gì mà biết nghe được hay là cái gì á. Sư phụ không bao giờ chơi sư phụ. Sư phụ biết cái bà còn làm sư phụ rối thêm. Đắng cay là sư phụ để đây. Ngọt phù vui là bả. Vì là trời ơi biết chuyện rồi, chứ không bao giờ ngu mà đem chuyện trong hãng về kể cho bạn nghe. Ở ngoài có động kinh hoàng này nữa, bạn có không biết. Anh chứ không vậy đó. Không giờ than hay lúc nào cũng về cười thôi bác. Ông tặng hết rồi, hình như còn mình cắt ở đó rồi, cái tính rồi, lúc sau mà qua đây thì qua đó. Tại em qua đó. Cái này giống như con chỉ làm cái nốt, con đi bỏ vô thơ. À, thời gian này, thời gian này. Tụi tao có cái reunion whatever lý do. Ờ chỉ vậy thôi, ngày nào tháng nào cho người ta aware. Cái XOA cũng vậy, nó cũng yêu cầu mình vậy thôi. Nó không có cấm mình đậu chăm xe ở đây. Nó không có cấm mình náo gì. Nhưng mà mình phải nốt cho nó biết. Sư phụ nghĩ sư khi mà sư phụ bé đôi sư phụ thích món ăn nào nhất của trái đất? Thế trái đất hả? Thích ăn cháo với vịt muối. Dễ nhây mà. Dễ nốt mệt cũng nốt được, mà khỏe cũng nốt được, bệnh cũng nốt được, nó cũng nốt được, ăn vào cũng ngon. Cũng có cháo, cải chua. Ê, ăn đậu gì đâu ngon. Cái đó là bấm máy rồi thiền 15 phút rồi.